Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường nhỏ chạy lang thang, có hồn tre gọi hồn đất nước, yên lặng chùa tôi ngập lắng vàng. Tiếp theo chương trình văn nghệ hôm nay, kính mời toàn thể hội chúng chào đón tốp múa Phật tử chùa Phúc Lâm qua điệu múa chùa tôi. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa.
xưa, chùa tôi vẫn như